Alo, thầy xin chào các em ha. Tiết trước thì chúng ta đã học xong bài số 5 dữ liệu trong máy tính. Bài số 5 đó đã kết thúc chủ đề A là máy tính và cộng đồng. Hôm nay chúng ta sẽ sang chủ đề B là mạng máy tính. Rồi, thầy và trò chúng ta cùng nhau đi vào bài đầu tiên, bài số 1 của chủ đề B, đó là khái niệm và lợi ích của mạng máy tính. Rồi, mục tiêu của bài học hôm nay, những yêu cầu cần đạt, các em phải trình bày được về khái niệm về mạng máy tính. Thứ hai nữa là chúng ta phải nêu được lợi ích của mạng máy tính. Thứ ba là chúng ta phải trình bày được đặc điểm và lợi ích của Internet. Rồi, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài học nha. Rồi, hoạt động số 1, chúng ta đi tìm hiểu mạng máy tính là gì ha. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hay nói tới từ là mạng máy tính, mạng Internet, mạng Wi-Fi, mạng vân vân. Rồi, vậy chúng ta có hiểu mạng máy tính là gì không? Chúng ta sẽ đi vào hoạt động 1 ha. Mạng máy tính. Rồi, các em hãy trả lời cho hai câu hỏi sau đây. Em hãy cho biết, ngoài mạng lưới giao thông, thì trong thực tế cuộc sống chúng ta còn gặp những mạng lưới nào khác mà có kết nối và chia sẻ? Hay ví dụ như là gì, chúng ta có nhờ cái mạng lưới vận chuyển ha, mạng lưới gì, mạng lưới dây điện đúng không? Chúng ta đi ngoài đường hay là cái mạng lưới dây điện, rồi mạng lưới di động đúng không? Sim điện thoại chúng ta đó có mạng mạng lưới di động, rồi mạng mạng internet đúng không? Có bạn nào suy nghĩ là mạng nhện không? Cũng được ha, nó cũng gọi là mạng có kết nối và chia sẻ ha. Có kết nối, khi mà con nhện nó có làm mạng nhện thì nó có kết nối những con này với con kia đi qua đi lại ha, và có chia sẻ đồ ăn vân vân. Rồi, chúng ta có rất là nhiều mạng lưới ha, mạng lưới vận chuyển hàng hóa, mạng lưới dây điện, mạng lưới di động, mạng lưới viễn thông, mạng internet vân vân ha. Rồi, như vậy mạng là gì? Định nghĩa nha, mạng là một nhóm các đối tượng gần giống nhau được kết nối để chia sẻ tài nguyên với nhau. Mấy em lưu ý thầy mấy cái chữ vàng vàng ha, là những cái phần chính chúng ta cần phải biết, phải nhớ. Mạng là một nhóm các đối tượng gần giống nhau được kết nối với nhau để chia sẻ tài nguyên cho nhau ha. Đấy là định nghĩa về mạng, mạng chung á. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái khái niệm về mạng của máy tính ha. Chúng ta mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị ha. Thiết bị ở đây là gì? Có thể là camera, là máy in, vân vân ha, được kết nối để chia sẻ dữ liệu với nhau. Rồi, hãy ví dụ ha, trong laptop thầy, thầy muốn truyền một tấm hình cho một bạn khác, một người khác đúng không, mà qua điện thoại chẳng hạn hay máy tính chẳng hạn, thì lúc đó thầy sẽ gì, hãy kết nối mạng ha, wifi, và thầy sẽ chuyển cái tấm hình đó. Tấm hình này sẽ được mã hóa thành một dãy bit 0101 gì đó, sẽ chuyển qua cho máy đây sẽ nhận được ha. Và tương tự bên đây muốn gửi lại tấm hình gì ngược lại cho bên đây thì cũng là cũng ngược lại ha, đấy cũng gửi lại ha. Rồi, rồi các em hãy cho biết những nhóm thiết bị nào sau đây có kết nối mạng. Chúng ta hãy đánh dấu sao hoặc là dấu tích vào câu đúng nha. Những thiết bị nào có kết nối mạng? Rồi, hai điện thoại kết nối Zalo để nói chuyện, máy tính kết nối cáp USB với máy in để in văn bản, điện thoại kết nối 4G để xem clip trên YouTube. Kết nối 4G này là kết nối mạng di động ha, số điện thoại chúng ta đăng ký 4G, 3G để nó kết nối. Rồi, tất cả các máy tính trong phòng vi tính kết nối cáp mạng với nhau nhưng không có internet. Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra nha. Hai điện thoại kết nối Zalo là đương nhiên rồi ha. Theo định nghĩa là gì? Tất cả các máy tính hoặc là thiết bị kết nối lại với nhau ha để chia sẻ. Rồi, có chia sẻ nè ha. Rồi, đúng ha, câu này đúng. Rồi, máy tính kết nối cáp USB máy in để in văn bản, có kết nối ha, còn bằng hình thức là dây cáp, rồi để in văn bản. Rồi, rồi máy tính và cái thiết bị ha, thiết bị đây là máy in ha, rồi gọi là có kết nối ha, có kết nối. Rồi, điện thoại kết nối 4G, có kết nối ha, kết nối 4G. Rồi, tất cả máy tính trong phòng vi tính kết nối cáp mạng với nhau, không có internet, không có internet nhưng mà nó cũng là có kết nối ha, kết nối mạng mạng bình thường chứ không phải mạng internet ha. Rồi, đúng luôn ha.
Như vậy các bốn câu chúng ta là gì? Tất cả nhóm thiết bị này đều có kết nối mạng hết nha. Rồi chúng ta đi tiếp hoạt động số 2 ha. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu cho thầy là những lợi ích của mạng máy tính. Khi chúng ta tham gia vào mạng máy tính thì nó sẽ giúp chúng ta lợi ích gì ha? Rồi lợi ích của mạng máy tính giúp chúng ta là gì? Chia sẻ tài nguyên nha. Đơn giản là chia sẻ tài nguyên. Mà tài nguyên ở đây gồm có là gì? Hai thứ nha. Thứ nhất là thông tin dữ liệu, và thứ hai là thiết bị. Chúng ta kết nối vô để là chia sẻ văn bản, hình ảnh, âm thanh, video vân vân ha. Và ngoài ra thì chúng ta chia sẻ những cái thiết bị, ví dụ như là máy in, rồi máy photo, camera, máy scan, máy phát vân vân, rất là nhiều thiết bị ha, tivi chẳng hạn, đấy vân vân, để chia sẻ thiết bị. Rồi lợi ích là chia sẻ tài nguyên ha, mà tài nguyên ở đây là thông tin dữ liệu và các thiết bị ha. Rồi mình sẽ ví dụ về một số cái mà chia sẻ tài nguyên trên mạng ha. Thứ nhất là chúng ta có là máy in ha, máy in là nó sẽ được kết nối vào hệ thống mạng, ví dụ như trong gia đình hoặc là trong trường học, một văn phòng công ty nào đó ha. Ví dụ ở đây là một máy tính, chúng ta để bàn, máy tính để bàn, chúng ta sẽ kết nối với mạng ha. Rồi máy in chúng ta cũng kết nối với một cái hộp switch ha. Rồi switch này kết nối với mạng ha, như vậy này đã được kết nối với nhau ha. Rồi chúng ta chia sẻ máy in này ra trong hệ thống mạng trong nhà chúng ta ha, cái mạng này, bộ định tuyến mạng ha. Thì chúng ta có laptop, chúng ta bắt vô cái wifi, vô cái bộ định tuyến này thì chúng ta sẽ thấy được máy in này ha, chúng ta sẽ in ra. Hoặc là điện thoại cũng vậy, điện thoại chúng ta cũng kết nối vào đây ha, hoặc là có thể in ra được ha. Đấy, chia sẻ máy in. Rồi ví dụ hai là gì? Ví dụ như là về cái camera chẳng hạn, không chúng ta gắn một cái camera, đây là những cái kiểu camera ha, nó gắn chúng ta gắn ở nhiều nơi, chẳng hạn sân nhà chúng ta, rồi trong phòng chúng ta, phòng khách chúng ta, trên lầu vân vân, ngoài sân vân vân, thì sau khi gắn xong kết nối với cái này, cái switch rồi, cái hộp này chúng ta kết nối rồi ha. Rồi chúng ta kết nối với bộ định tuyến, cái cục này là mạng VNPT hay là Viettel vân vân ha. Đó, kết nối vô rồi có internet vô ha. Rồi thì chúng ta các thiết bị chúng ta có thể xem được camera, ví dụ chúng ta xem tivi chẳng hạn ha. Đó, tivi, hoặc là chúng ta có thể là mở máy tính bàn lên chúng ta xem, hoặc là chúng ta laptop hoặc là điện thoại chúng ta đều có thể là xem được camera bất cứ lúc nào ha. Rồi một cái ví dụ nữa về cái chia sẻ tài nguyên qua mạng, hồi nãy là chúng ta chia sẻ hai cái là thiết bị ha, camera, máy in, bây giờ chúng ta chia sẻ về thông tin, về dữ liệu, ví dụ như là về thư viện nhà trường chẳng hạn, đúng không? Thì ví dụ trong đó có rất là nhiều loại sách, nhưng mà ví dụ về sách tin học đi, ở cho khối 6 thôi, thì chúng ta giả sử có một cuốn thôi, một cuốn sách tin học lớp 6, mà giả sử trường chúng ta khoảng 600 bạn học sinh lớp 6 hoặc 1.000 bạn chẳng hạn cùng lúc đều thích xem sách lớp 6, thì chúng ta đâu có đủ sách đâu mà xem, đúng không? Chỉ có một cuốn thôi. Thì giả sử nếu mà chúng ta chia sẻ cuốn sách này qua mạng, là tức là chúng ta lấy cuốn sách chúng ta đưa vô máy ảnh, nó chụp từng trang, chụp từ trên xuống, chụp từng trang, chụp hết cuốn sách, rồi chúng ta sẽ lưu lại cái những ảnh nó thành dạng là một cái file PDF, file ảnh, rồi chúng ta lưu vào trong ổ đi cứng của máy tính thư viện nhà trường chẳng hạn, đúng không? Rồi sau đó chúng ta sẽ là đưa lên trang website của nhà trường ha. Thì các em ở nhà hoặc ở trường, bất cứ đâu ở nhà ở trường mà có mạng thì chúng ta mở điện thoại ra, chúng ta lên trang web nhà trường ha, chúng ta cũng có thể là xem được cái sách đó ha. Nó 600 học sinh cùng lúc xem được cuốn sách đó, hoặc chúng ta có thể tải cuốn sách đó về máy để xem ha. Đấy, còn nếu mà chúng ta không có đưa lên mạng thì là đâu có cho xem được nhiều học sinh đâu, đúng không? Mà dù 600 bạn vô xem thì chỉ có một bạn được xem thôi, còn những bạn còn lại chúng ta không có xem được ha. Khi mà đưa lên mạng thì 600 bạn hoặc là 6.000 bạn luôn đều cùng lúc xem được hết ha, rất là hay ha. Rồi hoạt động thứ hai là gì? Ví dụ mình chia sẻ tài nguyên, ví dụ như là thầy có những bài giảng hay thì cho thầy có thể đưa lên YouTube ha, YouTube. Rồi cả lớp ở nhà chúng ta cũng có thể là lên trang YouTube của thầy và ta xem những cái video bài giảng chẳng hạn, đúng không? Đấy. Rồi chúng ta sẽ đi vào hoạt động 3, tìm hiểu về đặc điểm và lợi ích của internet ha. Khi chúng ta tham gia internet chúng ta phải biết được nó có những đặc điểm gì và lợi ích gì của internet ha. Và đặc điểm của internet thì cả lớp nhóm ta là có 3 đặc điểm rất là quan trọng ha. Thứ nhất là internet phủ khắp thế giới với hàng tỷ người dùng, hoặc là hơn thế nữa, nói chung là tất cả mọi người trên thế giới này đều dùng được internet ha, đều dùng được internet.
Thứ hai, internet là do nhiều mạng nhỏ kết nối lại với nhau ha. Rồi thứ ba là internet không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào trên thế giới hết. Internet là của chung ha, mọi người đều có quyền sở hữu, quyền sử dụng ha. Rồi, giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về một số lợi ích của internet. Internet cung cấp cho chúng ta một số cái dịch vụ như là công cụ tìm kiếm ha. Chúng ta lên internet để chúng ta tìm kiếm những cái gì đó, những cái bài tập, bài học, tài liệu vân vân ha. Thì chúng ta sẽ dùng công cụ như là Google hay là Bing hay là vân vân ha, rất là nhiều công cụ tìm kiếm. Rồi thứ hai là giúp chúng ta là có tạo ra được thư điện tử để chúng ta gửi thư cho bạn bè người xa ở nước ngoài trên thế giới, bất kỳ ai ha, chúng ta gửi thư, rồi người ta có thể đính kèm những cái hình ảnh, video, âm thanh vân vân ha. Rồi tiếp theo đó là gì, tạo ra những cái trang web dịch vụ, những cái trang web giúp chúng ta học tập online tại nhà, ví dụ như ta đang học K12 online chẳng hạn ha. Rồi giúp chúng ta là gì, tham gia các mạng xã hội để chúng ta trao đổi về công việc, về học tập, về mọi thứ trong cuộc sống ha. Như các trang mạng xã hội như là Facebook nè, YouTube nè, hoặc là Zalo gì đấy vân vân ha, Twitter gì, Instagram gì đấy vân vân ha, các trang mạng xã hội. Rồi bây giờ các em hãy trả lời cho thầy những câu hỏi sau. Các em hãy nêu cho thầy một số cái lợi ích của internet trong các lĩnh vực sau ha. Ví dụ như trong lĩnh vực khoa học thì có lợi ích gì ha, y tế ha, rồi quân sự, rồi thương mại, thể thao, giải trí. Các em suy nghĩ mà ta viết trong tập ha. Mấy mốt khẩu bài thì thầy sẽ hỏi câu này ha, một số lợi ích của internet. Bây giờ thầy sẽ trả lời mẫu cho mấy đứa xem để cái mấy đứa tham khảo thôi, rồi nó sẽ suy nghĩ ra câu của mình ha. Ví dụ về khoa học thì internet là gì, giúp chúng ta nghiên cứu khoa học ha, tìm tòi phát minh ra những cái gì mới, hoặc là về viết sách giáo khoa chẳng hạn đúng không. Internet giúp chúng ta là gì, viết giáo khoa xong rồi đưa lên mạng cho các em lên mạng tải sách về, hoặc là gì về bài giảng chẳng hạn đúng không. Thầy có những cái bài giảng, thầy thu âm bài giảng, quay phim bài giảng, soạn thảo tài liệu bài giảng xong thì đưa lên mạng ha, để chúng ta học ha. Khoa học mà có cái chữ học nữa ha. Rồi thứ hai là thương mại ha, internet giúp chúng ta gì trong thương mại. Thương mại tức là mua bán đấy, là giúp chúng ta mua bán hàng online đúng không. Chúng ta ngồi ở nhà, chúng ta cũng có thể là cầm điện thoại, laptop, chúng ta tìm kiếm những cái gì chúng ta cần mua, ví dụ như là quần áo, đồ ăn, thức uống vân vân đúng không, mua bán qua mạng ha. Rồi thì chúng ta lên những trang web như là Lazada, Tiki hay là Zalo, Facebook gì đó, chúng ta thấy ai bán gì chúng ta đặt hàng ha. Rồi về y tế thì đương nhiên là chúng ta thấy rất là nhiều lợi ích của internet trong y tế ha. Ví dụ như là bây giờ chúng ta sử dụng những cái gì, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm học đường trên những cái app phần mềm ra trên điện thoại ha, hoặc là sổ sức khỏe điện tử ha, rồi tiêm vaccine gì đấy, thẻ xanh thẻ đỏ gì đấy đúng không, đó trên cái app đó y tế ha. Rồi vấn đề về thể thao, chúng ta thấy không, có những cái giải đấu thể thao đá banh hay là bơi lội, đánh cầu gì đấy trực tiếp ha, chúng ta lên YouTube, chúng ta không có tivi, chúng ta mở điện thoại lên YouTube, chúng ta xem những cái trận thi đấu trực tiếp trên mạng ha, chúng ta xem. Và là vấn đề về quân sự ha, internet giúp chúng ta bảo vệ bờ cõi đất nước, bảo vệ rồi ví dụ như là có những cái máy bay của nước khác, máy bay quân sự của nước khác mà bay sang chúng ta là ta thấy ha, và ta sẽ cảnh báo ha. Hoặc là về giải trí thì sao, cái này mấy đứa quá rành nữa ha, chúng ta lên internet để chúng ta làm gì, có thể lên ta tìm bài học, tìm hoặc là xem phim, nghe nhạc, chơi game vân vân đúng không, đọc báo vân vân, giải trí. Rồi các em hãy tự cho mình một hai ví dụ ha, chúng ta chọn một trong hai cái nào ra thì đây lấy thầy một hai ví dụ ra ha, ngoài những cái ví dụ của thầy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt để củng cố bài học nha. Rồi chúng ta thử trả lời cho thầy những câu hỏi này ha, ôm lại ha. Mạng máy tính là gì? Mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để chia sẻ dữ liệu với nhau ha. Rồi thứ hai đó là gì, đây ví dụ thầy có tấm hình ha, thầy kết nối với internet thì gửi ha, rồi bạn kia cũng có kết nối internet và nhận được tấm hình ha. Rồi lợi ích của mạng máy tính ha. Rồi mạng máy tính giúp chúng ta những lợi ích gì, khi chúng ta tham gia mạng máy tính thì giúp chúng ta là chia sẻ tài nguyên
Tài nguyên ở đây gồm có là những cái thông tin, dữ liệu, ví dụ như những tấm ảnh, những cái văn bản, dòng chữ, những cái bộ phim, vân vân, mọi thứ ha, thông tin. Và thiết bị tức là những cái phần cứng mà ta sờ chạm được, ví dụ như là camera, máy in, micro, lo, vân vân, đúng không? Rồi. Rồi, đặc điểm của Internet thì chúng ta nhớ với thầy ba cái đặc điểm nha. Thứ nhất là phủ khắp thế giới với hàng tỷ người dùng, mọi người đều có thể dùng được Internet. Thứ hai, Internet là do nhiều mạng nhỏ kết nối lại với nhau. Thứ ba, Internet không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào trên thế giới. Internet là của chung, ha, của mọi người. Rồi, về lợi ích của Internet thì Internet cung cấp chúng ta các dịch vụ như là các công cụ tìm kiếm ha, thư điện tử, rồi các trang web dạy học ha, học tập và các mạng xã hội ha, ngoài ra còn nhiều hơn nữa ha. À, chúng ta chỉ cần biết sơ sơ như thế thôi ha. Rồi bây giờ các em sẽ tự kiểm tra ha, sau khi chúng em hiểu bài xong, chúng ta chép bài vô xong thì chúng ta học bài, sau đó chúng ta thử trả lời cho thầy ba câu hỏi này xem nha. Nếu anh ta trả lời được không nhìn tập là nó thuộc bài ha, tới khi mà gặp nha thầy sẽ khảo bài thì ta trả lời ha. Ba câu hỏi: thứ nhất, mạng máy tính là gì? Thứ hai là lợi ích của mạng máy tính. Rồi thứ ba là đặc điểm và lợi ích của Internet. Rồi chúng ta hãy cố gắng học bài và sau đó không nhìn tập, chúng ta trả lời lại cho thầy ba câu này nha. Rồi bài học tới đây là kết thúc ha. Đây là những cái thông tin liên hệ của thầy, bạn nào mà thắc mắc gì về tin học không hiểu gì đó thì chúng ta có thể là kết bạn Zalo số điện thoại này của thầy ha, và chúng ta nhắn tin khi rảnh thì sẽ trả lời nha. Rồi hoặc là chúng ta có thể là lên trang Facebook của thầy để kết bạn, hoặc là nhắn qua Messenger cũng được. Rồi nếu mà chúng ta muốn tham khảo thêm những cái bài học khác thì chúng ta lên trang YouTube của thầy ha, có tên là Tuấn Huỳnh nha. Rồi thầy xin chào cả lớp nha, hẹn gặp cả lớp trong những video clip tiếp theo.